Chuyến bay hàng không hãng Việt Nam Vietfly đang chuẩn bị đạt đến cảnh giới hư vô. Kẻm phiên mọi người chuyển điện thoại sang chế độ bay để chúng ta đốt cháy độ B vào đêm nay. Mọi người nên nhắm mắt. Họ gọi anh là máy bay, chính xác hơn vì làm cơ trưởng. Phong cách anh chơi khá hay, nên nhiều em giờ còn tơ tưởng. Ít khi nào anh là bad boy, vì phải chăm ngoan lo suốt cả tuần.